Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Long An, một thành viên thuộc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng. iSchool Long An là một trong 14 cơ sở của hệ thống hội nhập quốc tế iSchool, đào tạo liên cấp từ lớp 1 đến lớp 12. Trường được thành lập từ năm 2009, trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, đã đạt được những thành tích nhất định và dần khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp giáo dục địa phương. Trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, phòng học thoáng mát, rộng rãi, tạo môi trường học tập thoải mái và đáp ứng việc đổi mới phương pháp dạy, học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý học sinh trên phần mềm iSchool Portal được cài đặt trên smartphone, giúp cha mẹ học sinh cập nhật hoạt động của nhà trường, tình hình học tập, chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe học sinh. Bên cạnh đó là các lớp ngoại khóa, câu lạc bộ để giúp học sinh phát triển năng khiếu và đam mê của mình với các môn như âm nhạc, mỹ thuật, bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền. iSchool Long An không chỉ là nơi dạy kiến thức mà còn là môi trường học tập đầy cảm hứng. Với triết lý nhân bản và tinh thần khai phóng cùng mục tiêu lấy người học làm trung tâm, trường đã và đang cũng như sẽ đào tạo ra những học sinh vững kiến thức nền tảng, chuẩn nhân cách và giàu kỹ năng, định vị nên những công dân toàn cầu có trách nhiệm. Với những gì đã làm được trong hơn 10 năm qua, iSchool Long An vẫn tin rằng trong hành trình kế tiếp, trường sẽ tiếp tục vươn xa và tiến về phía trước để thực hiện thành công hơn nữa những mục tiêu đã đề ra.